Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em về phần lý thuyết của cái bài số 1 về đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của tam giác rồi đúng không nào? Đặc biệt ở trong tam giác đều á thì bán kính của đường tròn ngoại tiếp thì R lớn sẽ bằng là A căn 2 của 3 trên 3. Còn đối với bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh A thì R nhỏ sẽ bằng là A căn 2 của 3 trên 6. Nhớ là như vậy nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập. Ta sẽ đi sang bài số 1 này. Cho tam giác đều, ở đây người ta đã cho tam giác đều này. ABC có cạnh bằng 6, nghĩa là A ở đây là người ta là bằng 6 này. 6 cm. Người ta yêu cầu câu A này, nêu cách vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thì để mà vẽ được đường tròn ngoại tiếp thì đường tròn đấy nó phải đi qua mấy đỉnh? Ba đỉnh. Ba đỉnh thì nó chúng ta cần phải vẽ mấy đường trung trực ngang? Còn hai đường trung trực thôi, không cần phải ba đâu. Vì hai đường trung trực của đoạn thẳng AB với AC khi đó chúng ta lấy giao thì khi đó chính là tâm của nó là giao của hai đường trung trực đó và chúng ta sẽ vẽ là ok, được chưa? Còn cái câu B cách vẽ đường tròn nội tiếp thì chúng ta sẽ vẽ các cái đường phân giác. Chúng ta sẽ vẽ hai cái đường phân giác của hai cái góc, ví dụ góc BAC và góc ABC. Và giao của nó là tâm Y, tâm O đấy, thì tùy chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ vẽ đường tròn, nó sẽ tiếp xúc với ba cạnh ABC. Hiểu chưa? Câu C, tính bán kính đường tròn ngoại tiếp. Như vậy R, R chúng ta là bằng A căn 2 của 3 trên 3. Mà A chúng ta bằng 6, chúng ta thế vô 6 căn 2 của 3 trên 3. Như vậy kết quả đây bằng 2 căn 2 của trên 3. Còn R nhỏ, theo công thức chúng ta đã có, chúng ta làm rồi. A căn 2 của 3 trên 6 thì bằng là 6 căn 2 của 3 trên 6. Như vậy 6 với 6 hết bằng căn 2 của 3. Đó, nhanh, đơn giản, gọn lẹ. Còn không thì chúng ta sẽ tính toán và làm ra tùy các em. Chúng ta áp dụng Pythagore để các em tính AH. Từ AH đó chúng ta có thể đi tính AO với lại OH là xong nha. Tính rất là nhanh. Đây, ở câu A thì thầy trình bày bằng miệng nhưng mà thầy cũng đưa bài chi tiết để chúng ta nắm này. Đó, cách vẽ có hình ảnh luôn. Câu A nghe. Câu B này. Câu C. Được chưa? Ta sẽ đi sang ở bài số 2. Ở cái đoạn này chúng ta áp dụng Pythagore thôi. Để chúng ta đi tính AH này. Có AH thì R bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác thì nó chính là bằng OA. Còn R nhỏ là bằng OH. Một anh thì bằng 2/3, một anh thì bằng 1/3. Còn không, các em không thích làm như này thì chúng ta bản thân đã chứng minh được cái công thức rồi thì chúng ta sử dụng công thức luôn. R lớn là bằng A căn 2 của 3 trên 3, còn R nhỏ là bằng A căn 2 của 3 trên 6. Chúng ta thế vô luôn cũng được nha, cách nào cũng được. Ta sẽ đi sang ở cái bài số 2. Bài số 2 nha. Người ta yêu cầu như này. Cho tam giác ABC với AC nhỏ hơn BC nha. Nội tiếp đường tròn tâm O và có AB là đường kính. AB là đường kính thì chứng tỏ nó sẽ vuông góc tại C. Tại vì theo cái phần mà góc nội tiếp á, góc nội tiếp nó chắn nửa đường còn đường tròn thì đó chính là góc vuông. Các em hiểu chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta có thể vẽ này cái hình vuông đường tròn tâm O. Như vậy đường kính AB thì đây. Đây, đây tâm O đây. Thì đây chính là A, đây chính là B. Thì chứng tỏ nó sẽ vuông tại C ở đây nghe. Tại sao thầy biết nó vuông tại C? Tại vì nó là đường kính là AB. Thì góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì đó chính là góc vuông nha.
từ điểm O vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường tròn tâm O tại Y. Đây là Y. Đó, song song này. Song song với AC này. Điểm Y thuộc cung nhỏ CB, cung nhỏ CB này. Người ta yêu cầu em chứng minh OI vuông góc với lại BC, chứng minh OI vuông góc với lại CB. Em hiểu nè. Như vậy thì các em thấy là cái góc ACB là góc gì? Góc vuông tại C. Tại vì nó là góc nội tiếp cán đường đường tròn. Nên từ đó chúng ta suy ra là gì? AC sẽ vuông góc với lại CB. Trong khi đó, ở phần lý thuyết này, người ta đã cho song song rồi này. Cái gì song song? Nghĩa là cái anh OI. Cái anh OI anh lại song song với lại AC. Đó đúng không? OI song song với lại AC mà AC lại vuông góc với lại CB thì chứng tỏ là hai thằng này cũng sẽ vuông góc với nhau. Được chưa? Đó, từ đây chúng ta sẽ suy ra OI sẽ vuông góc với lại BC xong. Ở câu B. Vị tiếp tuyến đường tròn tâm O tại điểm B. Đây. Và cắt OI tại M. Cắt OI tại M. Như vậy ở đây chúng ta vẽ tiếp tuyến. Tiếp tuyến thì nó sẽ tiếp xúc tại tiếp điểm và vuông góc với bán kính. Và đồng thời ở đây cắt cái anh OI ở đây tại điểm gì? Điểm ở đây là điểm M đúng không? M. Đó. Thì chắc chắn chỗ đây nó sẽ vuông góc này. Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Để chứng minh MC là tiếp tuyến, nghĩa là chúng ta sẽ, để chứng minh nó tiếp tuyến rất là dễ nha. Chỉ có một điều duy nhất, đó chính là chúng ta cần phải chứng minh giùm thầy cái gì em? Cái anh OC này, cái anh OC vuông góc MC tại điểm C, thì khi đó MC này chính là tiếp tuyến. Nghĩa là ở đây chúng ta phải chứng minh nó vuông góc cho thầy là được. Em hiểu không nè? Nghĩa là để chứng minh đó, chúng ta tư duy suy luận ngược á, để chứng minh cái thằng này là tiếp tuyến. Nghĩa là ở đây chúng ta chỉ cần chứng minh MC vuông góc với OC tại đâu? Tại C. Hiểu chưa? Thì để chứng minh cái này á, thì chúng ta cần phải xét các cái cặp tam giác. Các em nha. Chúng ta gọi N ở đây là giao điểm của cái anh OI với lại CB. Vuông ở đây là tại N này. Được không nào? Như vậy chúng ta thấy nè, nhìn nè. Cái tam giác OBC ở đây chính là tam giác gì? Đây chính là tam giác cân. Tại O, tại vì chúng ta có hai bán kính là OB sẽ bằng OC. Nên chúng ta sẽ có ON đây chính là đường cao. Cũng chính là đường gì? Cũng chính là đường phân giác. Nên là hai cái góc này sẽ bằng nhau nè. Hai góc này bằng nhau, tại vì ON này hồi nãy là vuông góc. Vuông góc thì trong tam giác cân thì đường cao cũng chính là đường phân giác, thì chứng tỏ hai góc này sẽ bằng nhau. Các em hiểu nè. Khi đó chúng ta sẽ xét hai tam giác này, COM và BOM. Chúng ta có cái gì? Chúng ta có OM này cạnh chung, hai góc này bằng nhau. Và chúng ta có COC và bằng OB là bằng R, là bằng bán kính. Từ đó chúng ta suy ra hai tam giác này sẽ bằng nhau. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh, đây cạnh góc cạnh, được chưa? Nên từ đó chúng ta suy ra cái góc gì, cái góc C ở đây sẽ bằng góc này, đúng không? Góc này sẽ bằng góc này, mà góc này nó chính là góc vuông, tại vì thằng này là tiếp tuyến, nên từ đó chúng ta suy ra góc này là góc vuông. Cái hiểu không? Nên là từ đó chúng ta suy ra cái góc OCM sẽ bằng góc OBM sẽ bằng ở đây là 90 độ. 90 độ, nên từ đó chúng ta suy ra OC sẽ vuông góc với gì? MC tại C. Nên từ đó chúng ta suy ra được cái điều này. MC là tiếp tuyến của đường tròn tam O. Vậy thôi, rất là dễ luôn. Nghĩa là ở đây chúng ta cần phải chứng minh góc này sẽ bằng góc này. Để chứng minh góc này bằng góc này thì chúng ta chỉ việc chứng minh hai tam giác này COM và BOM bằng nhau. Theo trường hợp là cạnh OM cạnh chung, hai góc này bằng nhau. Và có cặp cạnh là OB bằng OC, tại vì bằng bán kính. Hiểu chưa nào? Rất là dễ. Rồi, xong. Ở cái bài ở câu B. Đây nha. Hình vẽ này.
Câu A nhé. Câu B. Đó, thấy chưa nào? Chúng ta lập luận, chúng ta suy ra cái hai góc này, đường phân giác hai góc nhỏ này sẽ bằng nhau, khi đó chúng ta sẽ xét tam giác. Đó, chứng minh hai tam giác nó bằng nhau, suy ra hai góc tương ứng bằng nhau. Mà góc B đó chính là bằng 90 độ, tại vì nó là BM là tiếp tuyến, suy ra hai góc này bằng nhau bằng 90 độ, nên từ đó để 90 độ thì OC sẽ vuông góc MC tại C, từ đó chúng ta suy ra. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài số 3. Bài số 3 anh em, người ta yêu cầu ở đây. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn tâm Y. Nghĩa là cái đường tròn này là đường tròn nội tiếp này. Rồi, chứng minh 2AD. 2AD đây này. 2AD sẽ bằng là AB cộng AC trừ cho BC. Như vậy thì cái này nó dễ thôi. Tại vì sao? Tại nó dễ. Chúng ta dựa vào cái tính chất của hai tiếp tuyến khác nhau. Các em thấy hai tiếp tuyến này, tiếp tuyến AB và tiếp tuyến AC nó sẽ khác nhau tại A. Từ đó chúng ta sẽ có cái gì? AD sẽ bằng với AF. Được chưa? Tương tự như vậy, chúng ta có BD theo tính chất tiếp tuyến khác nhau ở đây tại B này. BD sẽ bằng BE. Rồi như nữa, C gì? CF sẽ bằng CE. Có đúng không? Hiểu không? Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra. Chúng ta dựa vào cái này này, chúng ta dựa vào cái này để chúng ta biết. Từ đấy chúng ta dựa vào vế bên phải này, ta có AB cộng AC trừ BC bằng gì? AB. AB thì bằng gì em? AB thì có phải bằng AD cộng cho DB không? Có hiểu không? Cái đoạn AB này này có phải bằng đoạn AD cộng cho DB không? Đấy, AB này thì bằng AD cộng cho DB. Tiếp tục AC. AC thì bằng AF cộng cho F gì? FC. Tiếp tục trừ cho BC. BC em ta là bằng BE cộng cho B cộng cho EC. BE cộng cho EC. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ ngoặc ra. Bỏ ngoặc ra thì mình ra được AD cộng DB cộng AF cộng FC trừ D cho BE và trừ D cho EC. Có đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ nhóm này. AD thì bằng AF thì chứng tỏ chúng ta nhóm A với AF này là một nhóm. AD cộng cho AF bằng một nhóm. Tiếp tục BD với BE thì chúng ta nhóm DB đây là BD trừ với BE. Có đúng không? Tiếp tục cộng CF bằng CE, nhóm hàng này FC trừ cho EC. Thì thằng này hai này bằng nhau cộng lại thì nó sẽ bằng là hai lần gì? AD. Thằng này bằng gì? Bằng 0. Và thằng này cũng sẽ bằng gì? Bằng 0. Tại vì hai này đối nhau trừ nhau bằng 0. Nhưng mà kết quả bằng 2AD. Xong. Như vậy chúng ta đã chứng minh được cái thằng này bằng thằng này chưa? Đấy. Đó. Hiểu chưa? Chúng ta người ta yêu cầu gì tiếp theo ở câu B? Tìm các hệ thức tương tự như ở câu A. Thì hồi nãy chúng ta có AD á. AD. Hai lần AD này sẽ bằng là gì em? Hai lần AD thì sẽ bằng là AB cộng AC trừ đi cho BC. Thì chúng ta thử nói thế này. Bây giờ hai lần AF. Hai lần AF thì nó sẽ bằng gì? AB cộng AC và trừ đi cho BC. Tương tự như vậy. Hai lần BD. Hai lần BD thì nó bằng gì em? Nó bằng AB cộng như gì? Cộng cho BC và trừ cho AC. Cứ như vậy chúng ta viết ra nha. Hãy theo quy luật các em.
Rồi. Chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo, câu số 4. Người ta yêu cầu các em tính diện tích của tam giác đều có bán kính đường tròn nội tiếp là bằng 1. Bán kính đường tròn nội tiếp là bằng 1, nghĩa là R nhỏ là bằng 1. Được đúng không? Như vậy tam giác đều của chúng ta, cái này dễ thôi. Nội tiếp thì chúng ta vẽ tiếp xúc ở đây. Ví dụ A, B, C. Chứng tỏ ở đây chúng ta vẽ đây là H, tâm ở đây là tâm O đây. Cái bán kính của chúng ta là OH. OH ở đây là chứng tỏ là bằng R nhỏ là bằng 1. Có đúng không? Đúng chưa? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái anh AH của chúng ta. Thằng này cũng chính là đường cao và đường trung tuyến luôn. Nó gấp 3 lần anh OH là 3. OH sẽ bằng là 3 nhân ở đây với 1 là bằng 3 cm. Như vậy ở đây chúng ta đã có được AH này. Tại vì diện tích của tam giác đều thì bằng 1/2 nhân AH nhân ở đây cho gì? Cho BC. Có đúng không? Các em hiểu không? Đó, như vậy AH có rồi. BH có chưa? BH ở đây chúng ta cần phải tính giùm thầy HB. HB. Có đúng không? Như vậy chúng ta gọi ở đây chưa có thì chúng ta gọi đây là x. Thì chứng tỏ cái anh BH này đó chính là gì? Là x trên 2. X trên 2. Tại vì BC chúng ta là bằng x, BC là x, H là trung điểm. Bây giờ chúng ta dựa vào Pythagore trong tam giác AHB. Chúng ta có ở đây là vuông tả H là AB bình phương sẽ bằng là AH bình cộng cho BH bình. Từ đây thầy suy ra mục đích của thầy là đi tính cái anh BC, mà để tính BC thì chúng ta phải tính BH. Như vậy BH bình phương sẽ bằng AB bình trừ cho gì? Trừ cho AH bình. Như vậy thằng này BH bình phương là bằng x trên 2 bình phương sẽ bằng là x bình phương trừ ở đây cho gì? AH bình phương là bằng 3 bình phương. Được đúng không? Đó, ok. Như vậy ra được là x bình phương trên 4 sẽ bằng x bình trừ cho 3 bình phương. Ta chuyển qua, chuyển lại. 3 bình phương là bằng 9 này. Bằng x bình phương trừ cho x bình phương trên 4. 9 sẽ bằng thằng này là 3 x bình phương trên 4. Suy ra x bình phương. X bình phương ở đây sẽ bằng lấy 9 chia cho 3 trên 4 là bằng 12. Suy ra x sẽ bằng căn 2 của 12. Sẽ bằng là 2 căn 2 của 3. Như vậy x của chúng ta nghĩa là cạnh BC là bằng 2 căn 2 của 3 đấy. Như vậy diện tích ta là bằng 1/2 AH nhân BC sẽ bằng 1/2 AH ta là bằng mấy? Bằng 3 nhân 2 căn 2 của 3. Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng là 3 căn 2 của 3. Như vậy S ta là bằng 3 căn 2 của 3. Xong. Ok. Chúng ta làm như vậy nha. Đầu tiên chúng ta tính AH trước. Sau đó chúng ta dựa Pythagore, chúng ta gọi x nó chính là cạnh của tam giác đều. Tại vì AB chính là bằng BC thôi. H là trung điểm, H trung điểm nên là BH sẽ bằng là x trên 2. Ta giả đây chúng ta tìm được x có BC thì chúng ta thế vô công thức là chúng ta tính đây. Được nha. Được chưa?
Ok nha. Ta sẽ đi sang ở cái bài số 5. Bài số 5 này. Một trại nuôi gia súc có dạng tam giác đều, có cạnh đây là 100 mét. Người ta muốn đặt một trụ đèn cao áp tại một điểm cách điều ba đỉnh của tam giác. Ba đỉnh thì chắc chắn nó sẽ là đường tròn ngoài tiếp rồi. Nêu cách xác định vị trí đặt đèn và tính khoảng cách từ điểm đó đến ba cái đỉnh của tam giác. Chứng tỏ là ở đây đỉnh ở đây thì chúng ta sẽ vỉa giao ba đường trung trực. Ví dụ O đây. Ví dụ đây là A đúng không? Nghĩa là xác định từ điểm đó tới đỉnh, nghĩa là chúng ta đi tính bán kính R. Nghĩa là R chúng ta sẽ bằng là A căn 2 của 3 trên 3. Chứ gì nữa? Có phải không? Sẽ bằng ở đây là nó sẽ bằng ở đây là 100 căn 2 của 3 trên 3. Tại vì nó là đường tròn ngoài tiếp tam giác đều. Cái bán kính của chúng ta á sẽ bằng bao nhiêu à? 100 nhân căn 2 của 3. Chúng ta bấm theo kiểu phân số đi. Đây, bằng 57,7 em. Nghĩa là cái anh OA này, này, OA là bằng R, là bằng bán kính của nó. Hiểu chưa? Em có rõ không? Rồi bán kính này đã có công thức rồi. Còn cách vẽ đi đây. Chúng ta sẽ vẽ giao của hai đường trung trực. Hai đường trung trực. Và trong tam giác đều thì chúng ta vẽ đường trung tuyến là trung trực hay đường cao hay phân giác thì nó không vậy thôi. Tại vì trong tam giác đều thì bốn đường đó là một. Ở đây nếu chúng ta không muốn sử dụng công thức thì chúng ta đi tính AH ra. Sau đó chúng ta đi tính OA. Tại vì OA thì bằng 2 phần 3 của của AH. Theo tính chất đường trung tuyến thì từ A tới O thì bằng 2 phần 3 từ A tới tới H. Thế nha. Thầy nghe. Ở đây thầy áp dụng Pythagore để tính. Còn không á, nếu mà giáo viên cho phép đó nha, thì chúng ta áp dụng thầy công thức R sẽ bằng là A căn 2 của 3 trên 3 luôn. Không cần phải tính. Không thì em tính ra, nếu mà giáo viên không chịu thì chúng ta bắt buộc áp dụng Pythagore để em tính ra như thế này ra. Hiểu chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 2. Chúc em học tốt, bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.